Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới đi vào hoạt động hơn 10 năm, song do được thừa hưởng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật của nhân loại, với niềm đam mê, nghiên cứu, sáng tạo cùng khát vọng cống hiến cho xã hội những giải pháp và sản phẩm chất lượng hoàn hảo, ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân sự, công ty cổ phần sản xuất và đầu tư Hưng Phát đóng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã và đang từng ngày miệt mài, lao động, cống hiến những giá trị vượt thời gian để cho ra đời các sản phẩm thanh nhôm định hình mang thương hiệu PMA, cửa cuốn công nghệ Đức Garador, tấm lập nhôm hợp kim PMA, các sản phẩm của Hưng Phát mang thương hiệu nhôm PMA được người tiêu dùng tin yêu và sử dụng. Với chất lượng vượt trội, năm 2023, nhà máy nhôm PMA vinh dự được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm chất lượng và được trao tặng chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao. Chính vì thế có thể khẳng định Hưng Phát đi lên từ 4 chữ T: tín, tâm, trí, tình. Quan trọng nhất là ở năm 2019 thì bắt đầu cho xây dựng nhà máy nhôm Hưng Phát. Đầu năm 2021 chúng tôi đã triển khai phát triển hệ thống các đại lý hệ thống trên toàn quốc và đã đạt được những cái doanh số tăng trưởng ngoạn mục. Năm 2023 chúng tôi cho ra những sản phẩm mới như là cái sản phẩm lắc 65 cửa cuốn, và sắp tới đây thì chúng tôi cho ra một sản phẩm cửa thông phòng. Để có được cái thành quả cũng như là được cái người tiêu dùng đón nhận thì đầu tiên là chúng tôi quan điểm về sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi khi mà ra thị trường là chất lượng, đạt những cái tiêu chí thời trang. Rồi cái thứ hai nữa là chúng tôi luôn luôn hướng về khách hàng, nghĩ về khách hàng và làm sao để cái người thợ sản xuất thanh nhôm PMA thật là đơn giản, tiện ích và tiết kiệm chi phí. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi không ngừng nâng cao sáng tạo những cái sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu cao của thị trường. Chúng tôi xây dựng rồi kiến tạo cái chiến lược đối với cả các đối tác nhà máy của công ty, và từ đó thì các đối tác này song song phát triển cùng cái sự lớn mạnh của nhà máy. Và chính vì vậy hầu hết các đại lý, các cái tổng kho và đối tác của Hưng Phát đều trung thành và ủng hộ tất cả những cái sản phẩm mới của nhà máy, tạo ra cái động lực, tạo ra cái sự đoàn kết giữa nhà máy, giữa khách hàng với tất cả cộng đồng cái người mà sử dụng sản phẩm thương hiệu PMA. Theo thông tin từ các đồng chí lãnh đạo công ty, tại buổi gặp mặt với đoàn đại biểu khách hàng của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng lên thăm công ty, chúng tôi được biết năm 2019, công ty cổ phần sản xuất và đầu tư Hưng Phát chính thức đưa vào vận hành nhà máy số 1 tại xã Minh Đức. Đây là một hệ thống sản xuất đồng bộ và khép kín hiện đại, gồm 5 dây chuyền đùn nhôm, 2 dây chuyền hóa giả, máy thử muối, cùng với dây chuyền sơn tĩnh điện đứng, được sử dụng đồng bộ thiết bị phun sơn của GEMA, Thụy Sĩ, đảm bảo công tác kiểm soát chất lượng của từng sản phẩm trước khi xuất xưởng. Để thực hiện khát vọng mang đến cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng nhất, mỗi thành viên của Hưng Phát luôn thấu hiểu và thực hiện phương châm tận tâm, chuyên nghiệp, lan tỏa, chia sẻ, hợp tác trên con đường phát triển. Coi công ty là mái nhà chung, nơi hội ngộ những con người tín tâm, trí tình. Các đồng chí lãnh đạo công ty khẳng định, sức mạnh của thương hiệu nhôm PMA phải đến từ sự đoàn kết một lòng của tập thể có đầy đủ tri thức, phẩm chất đạo đức và tinh thần cống hiến. Với kinh nghiệm và trải nghiệm nhiều năm trong ngành, với sự hợp sức nhiệt tình từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành nhôm, các sản phẩm mang thương hiệu nhôm PMA đều là sự kết tinh của công nghệ, quy trình sản xuất hiện đại và hội nhập. Thương hiệu của nhôm PMA được xây dựng bằng uy tín, niềm tin và chất lượng. Công ty chúng tôi đây là sản xuất là một trong những dây chuyền hiện đại nhất của Việt Nam. Về nguyên vật liệu hoàn toàn là dùng hột sơn của hãng Axonobel. Chúng tôi đã đầu tư thiết bị máy móc kiểm soát về chất lượng đầu ra của sản phẩm để kiểm tra về độ bền màu của lớp sơn. Theo những tiêu chuẩn của quốc tế thì chúng tôi đầu tư một máy là máy phun muối để kiểm tra đánh giá chất lượng của cái lớp sơn đấy nó phù hợp với lại cái môi trường ngoài biển hay không. Đối với máy phun muối thì chúng tôi đang dùng theo tiêu chuẩn của AMA mô phỏng là cái thời tiết hơi muối biển, kháng muối biển. Chúng tôi đang dùng đối với dòng sản phẩm 15 năm thì chúng tôi bảo hành 15 năm bề mặt, thì dùng trong theo tiêu chuẩn của Mỹ thì là 15 năm sẽ là dùng trong 1.500 giờ. Và đối với dòng sản phẩm 25 năm sẽ dùng cho sản phẩm đấy vào trong máy phun muối vào 3.000 giờ.
Ngoài ra chúng tôi cũng có những máy kiểm tra độ dày lớp sơn. Thứ hai là máy kiểm tra độ cứng bề mặt. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ kiểm tra là độ bong chóc, khô và ướt. Chúng tôi sẽ có máy kiểm tra độ bóng. Đối với sản phẩm chúng tôi thì cái màu sắc và độ bóng thì rất là quan trọng. Thì nó sau này nó ảnh hưởng đến cái chất lượng. Khi mà ra thị trường là cái nhìn đầu tiên của khách hàng ấy, người ta sẽ đánh giá là sản phẩm đấy có đồng màu hay không. Những quy trình chúng tôi là rất là chặt chẽ. Cơ tính là vào ba đập và bong chóc, độ dày lớp sơn và độ bóng. Tất cả những công đoạn đấy chúng tôi đều có những QC rất là dày dặn về kinh nghiệm. Khi mà sản phẩm của chúng tôi ra thị trường ấy, thì được khách hàng và người tiêu dùng đánh giá rất là cao. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất đến từ Trung Quốc. Sản phẩm của chúng tôi có chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi nhập khẩu các vật liệu nhôm và phụ liệu sản xuất chất lượng tốt nhất, nên về mặt chất lượng sản phẩm có tính cạnh tranh rất cao, luôn ở trong top đầu. Vật liệu nhôm được sử dụng từ các thương hiệu hàng đầu với lớp phủ nhôm của thương hiệu Azonobel. Sản phẩm được bảo hành từ 15 tới 20 năm, bao gồm cả khu vực ven biển. Chất lượng không thay đổi sau thời gian dài sử dụng. Hiện tại chúng tôi cũng mới nhập thêm dòng bột phủ kim loại mới và chắc chắn sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong thời gian tới. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, tháng 2 năm 2022, công ty Hưng Phát triển khai lắp đặt hệ thống nhà máy số 2 tại xã Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào. Sau 8 tháng thi công hết sức khẩn trương, tháng 10 năm 2022, Hưng Phát chính thức đưa hệ thống vào sản xuất và vận hành, nâng công suất tổng sản lượng lên 35.000 tấn trên năm. Nhà máy số 2 được trang bị 4 dây chuyền đùn nhôm, dây chuyền sơn tĩnh điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á, một hệ thống sản xuất đồng bộ và khép kín toàn bộ các sản phẩm của Hưng Phát. Tôi phụ trách về vấn đề sản xuất cho nhà máy. Tôi cũng xin cam kết từ cái nguồn nguyên vật liệu đầu vào và cũng như là trong quá trình sản xuất, tất cả những cái sản phẩm thương hiệu VMA đưa ra thị trường đạt những cái tiêu chuẩn trong nước cũng như những tiêu chuẩn quốc tế. Đối với này, các cái nhà máy nhôm hiện tại, Việt Nam mình duy nhất là có thương hiệu nhôm VMA được bảo hành toàn diện. Tất cả các nhà máy hiện tại là chưa nhà máy nào dám làm như vậy. Và chúng tôi cũng đã tiên phong và chấp nhận những cái việc là nó cũng gọi là cũng rủi ro về vấn đề. Nếu như chúng tôi bảo hành mà chúng tôi làm không tốt thì chúng tôi sẽ phải cái mức đền bù và mức bồi thường cho khách hàng cũng rất lớn. Thường là bọn em làm nhà dân, làm dự án thì người ta yêu cầu về chất lượng sơn này, phôi nhôm ra này và cái hậu mãi. Hôm nay là lần đầu tiên em lên thăm nhà máy thì thấy quy mô, hai dây chuyền công nghệ. Em tham quan qua cái dây chuyền sơn này, dây chuyền đùn phôi này. Rồi tất cả mọi thứ được ban lãnh đạo nhà máy là hướng dẫn về vấn đề chi tiết hậu mãi bảo hành sau này thì cũng cảm thấy là rất hài lòng. Hiện công ty Hưng Phát đã có hai nhà máy nhôm mang thương hiệu PMA tại thị xã Mỹ Hào, nhà máy 1 tại xã Minh Đức, nhà máy 2 tại xã Bạch Sam. Với diện tích rộng 40.000 m2 của hai nhà xưởng nằm ngay cạnh quốc lộ 5, thuận tiện giao thông. Hơn nữa lại được đầu tư trang bị hệ thống máy móc công nghệ hiện đại. Hưng Phát đáp ứng công suất lên tới 35.000 tấn nhôm mang thương hiệu PMA một năm. Với chất lượng đã được khẳng định, các dòng sản phẩm của công ty cổ phần sản xuất và đầu tư Hưng Phát gồm nhôm PMA, nhôm PMA Platinum, nhôm hệ rãnh C châu Âu PMA Classic 58, nhôm hệ rãnh C cao cấp châu Âu Lux 65, cửa cuốn công nghệ Đức Garador, tấm lợp nhôm hợp kim PMA đang, đã và sẽ tiếp tục hiện diện, góp phần làm lên những công trình có tầm cỡ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi đã rất tin tưởng sản phẩm PMA của công ty Hưng Phát đứng ra để phân phối tại thị trường tỉnh Hải Dương. Được khách hàng đánh giá về sản phẩm rất cao, từ đó sản lượng của nhôm PMA tại tỉnh Hải Dương chúng tôi phân phối thì cũng ngày càng tăng lên theo từng năm. Hiện tại thì các đại lý của chúng tôi cũng được hơn 40 đại lý. Nói về cái chất lượng của PMA thì tôi nghĩ là nó đem lại sự hài lòng cho tất cả và đã được chứng minh qua thời gian. Chúng tôi đánh giá từ ban lãnh đạo của nhà máy nhôm PMA cũng như là sản phẩm của PMA uy tín và chất lượng, một sản phẩm có tâm và có thương hiệu tốt tại thị trường của chúng tôi đang phân phối. Chúng tôi là xưởng sản xuất nhôm được mở từ năm 2018.
thì từ lúc bắt đầu mở xưởng thì xưởng đã tin tưởng dùng nhôm BMA. Thì nhôm BMA là có chất lượng nhôm là rất tốt, về bề mặt sơn là đảm bảo và có chế độ bảo hành hậu mãi rất tốt, về bảo hành về bề mặt sơn là 15 năm. Đấy thì trong thời gian qua mặc dù kinh tế khó khăn nhưng mà sản lượng nhôm mà chúng tôi lấy ở tổng kho nhôm BMA này tại Hải Dương thì mỗi tháng là đạt là khoảng 15 tấn. Năm 2023 thì chúng tôi chính thức áp dụng chính sách bảo hành bằng 4.0 là bảo hành bằng điện tử, bằng app. Thì việc bảo hành đã được khách hàng quan tâm hơn rất nhiều. Mỗi công trình hay là mỗi sản phẩm chúng tôi đều được khách hàng quan tâm và họ thấy đó là cái niềm tin của họ đối với nhà máy nhôm BMA. Và đó là cái mà chúng tôi đang hướng tới, sự uy tín của thương hiệu, uy tín của đơn vị sản xuất và uy tín với khách hàng. Đó là kim chỉ nam để chúng tôi phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái việc bảo hành, áp dụng chính sách bảo hành điện tử, là chúng tôi là đơn vị đầu tiên và cho đến hiện tại là đơn vị duy nhất đang tiến hành áp dụng chính sách bảo hành bằng app điện tử. Khi mà chúng tôi chính thức áp dụng chính sách bảo hành bằng điện tử thì lượng khách hàng có tăng trưởng giai đoạn đầu khoảng tầm 3 tháng đầu tiên thì có 1, 2, 3 công trình khác nhau, bởi vì lúc đấy thì thợ họ cũng chưa đưa vào cái vận hành cái việc áp đó. Nhưng mà dần dần rồi chính khách hàng đòi hỏi việc áp dụng bảo hành cho sản phẩm thì hàng ngày chúng tôi đã có những tăng trưởng nhất định. Cho đến thời điểm hiện tại là 3-40 công trình một ngày là việc kích hoạt bảo hành. Là chúng tôi thấy đó là một cái sự tăng trưởng mà cảm thấy đó là sự ghi nhận của khách hàng, cảm thấy đó là sự mong muốn của khách hàng được bảo vệ quyền lợi của khách hàng, là được bảo hành cái sản phẩm, bảo hành bề mặt lớp sơn sản phẩm. Với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giàu sức sáng tạo, dành nhiều năm tâm huyết đầu tư nghiên cứu các sản phẩm thành nhôm định hình và cửa cuốn phân khúc chất lượng cao. Với những trang thiết bị hiện đại đồng bộ, với nguồn nguyên liệu nhập khẩu đạt chuẩn, sử dụng 100% bột sơn chính hãng Azonobel, với phương châm 4T: tín, tâm, trí, tỉnh, Hưng Phát luôn đặt khách hàng làm trung tâm của sự phát triển, coi sản phẩm là trái tim của doanh nghiệp. Cùng với đó, công ty còn có một đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật và tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, am hiểu thị trường. Hy vọng Hưng Phát sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những công trình hoàn hảo nhất, góp phần nâng cao vị thế của ngành cửa Việt Nam trên bản đồ ngành cửa thế giới.